Vâng, em xin chào các anh. Đấy, hôm nay thì đây em tiếp tục lên cho các anh ở đây là một cái bộ dàn của Onkyo nha. Con này là mã là con của FMR N7TX. Đấy, phiên bản này thì là phiên bản hàng giới hạn nhé. Với cái loa của nó ở đây là một phiên bản nâng cấp hơn. Đấy là phiên bản loa NFR7TX. Các anh nhìn này, NFR7TX nhé. Đấy. Còn phiên bản bình thường của nó, các phiên bản bình thường, phiên bản gọi là sản xuất đại trà của nó thì nó sẽ là phiên bản N7TX, loa N7TX. Thì các cái phiên bản đó thì loa của nó sẽ là loa bát nòng chảo như thế kia nhé các bác nhé. Bát nòng chảo như thế kia kìa. Còn đây là phiên bản này là phiên bản bát bát nón tên lửa đồng trục gân vải gân vải xếp này, màng giấy trắng này, nghe nhạc rất là hay luôn. Đấy, con này thì về thì là nó hàng Đức, hình như còn đẹp các bác nhé, đẹp. Đấy. Ê căng đầy đủ này. Đấy, cục máy đây. Đấy. Em đánh giá con này là còn đẹp. Còn tất nhiên đây là hàng bãi thì nó sẽ có phải có một vài vết xúc sát thì nó không cháy được 100% nhé, đúng không ạ? Thì nó sẽ phải có một vài vết xúc sát. Đấy, thì đó nên điều là không tránh khỏi được thì các bác thông cảm. Đấy. Mình mua hàng bãi thì mình cũng nên chấp nhận một chút. Đấy. Có thể là dùng từ chấp nhận để nghe nó có vẻ hơi bị cam chịu, nhưng mà lúc đấy em chỉ nảy được ra mỗi cái từ chấp nhận thôi. Còn chắc là sẽ có những cái từ mà nó nghe nó dễ chịu hơn, ví dụ như là hàng nó có chút sức sát thì các bác mua hàng bãi thì các bác thông cảm, đúng không? Đấy, thì nó nghe nó có vẻ ấy hơn. Các bác chỉ bị tâm lý, đấy, thì các bác chỉ bị tâm lý. Đấy, thì nó hơn là thế. Dùng từ chấp nhận nghe có vẻ hơi. Đấy. Đấy thì con này là CD vẫn đọc này. Được không ạ? Tất nhiên là cái CD này em xin nói luôn là em test thêm thôi nhá, vì cái mắt này của nó là mắt zin của nó còn đọc thì các bác về các bác cứ dùng thôi. Còn đâu là sau này nó hỏng thì các bác thay cái mắt đi sau nhá. Đấy. Và cái này thì thường nó khi nào nó chết mắt thì mình thay mắt nó lại chạy thôi mà. Vì nó là cái thấu kính laser của mắt đấy. Đến lâu ngày nó giống như cái bóng đèn thôi, lâu ngày nó đứt, nó hỏng, nó đến tuổi thọ nó phải chết thôi. Đấy, thì cái này nó cũng thế nhá. Đấy, còn bây giờ nó dùng được các bác cứ dùng nhá. Còn em xin nói luôn là cái CD này em test thêm, em không bảo hành cái chức năng CD. Đấy, em bán chủ yếu là ở đây là bao chạy công suất để về các bác cắm máy tính, điện thoại nghe nhạc, cũng như là kết nối cổng quang nghe nhạc nhá. Đấy, chứ CD là em đã test cho các bác đấy rồi, vẫn đọc nhá, vẫn ra vào bình thường, có chờ em tí. Nên vừa stop xong nó phải chờ một tí để cho nó nhận lại cho mình mấy ống bẩn được. Đấy. Thấy mắt thì là vẫn đọc đĩa nhá. Đấy, và nick bài ở đây nhá các bác nhá. Nick bài ở đây nhá. Đấy nhá. Nick bài ở đây. Còn trên khiển thì mình có thể nick bài bằng cách là đây. Đó, chọn bài tùy ý nhé. Đấy, con này nó về có khiển zin mà mình có thể là điều chỉnh được bát tép này, ấn tông này. Đấy, ấn enter là nữa ra tép này. Đấy, tăng tép vào đây, giảm tép vào đây, tương tự tăng bát ở trên bằng cũng hai nút này nhá. Đây, ấn tông này, giá bát này, thích tăng thì là bật cái này, thích giảm bật cái này, ấn enter để giăng tép. Đấy, hoặc ấn tông là nữa để giăng tép nhá. Hai cách. Thì sau khi chỉnh xong thì mình sẽ có cái hiệu ứng âm thanh như mình mong muốn ở đây. Đấy. Thì đấy là BCD. Đấy. Còn mình muốn nghe nhạc từ các cái nguồn vào khác, ví dụ như đường vào DAV hoặc là đường vào quang nhé, thì các anh sẽ làm như sau này. Đây. Với các đường vào bằng DAV thì đằng sau đây sẽ có hai đường là dock in và tape in, thì các anh có thể là kết nối đằng sau bằng cái đường dock in hoặc đường tape in để mình nghe nhạc, hoặc ở đằng trước có đường nai in thì anh có thể nghe nhạc đằng trước cũng được. Đây. Anh nào nghe nhạc đằng trước thì sẽ cắm dây 3.5 vào đây nhé. Còn em cắm từ đằng sau thì em đang cắm ở đường dock in thì em sẽ chuyển đường dock in này, sẽ có tiếng này. Đây là trên điều khiển ấn input ở đây nhá. Đấy. Đấy, còn ở trên mặt máy là nút này.
Được chưa? Đấy, thì cái con này thì nó sẽ không có khiển ở trên, nó sẽ không có cái chỉnh bát tép trên mặt máy, nên là mình muốn nó chỉnh bát tép mình có khiển. Đấy. Mà rất là may là cái bộ này nó về thì nó lại kèm theo khiển luôn. Đấy, rất là may là như thế. Thì bác nào đang cần những cái bộ mà full khiển luôn nha, full chức năng luôn, để lấy bộ này sớm cho em nhá. Vì những cái bộ mà nó về khiển nó rất ít. Thường những cái khiển này về phải đều phải đặt. Và đặt cái con khiển này không hề rẻ, nó khoảng tầm 450-500 một cái khiển này. Đấy. Đấy nhá, thì còn cái này là nó về có, thì em để kèm luôn cho các bác nhá. Đấy, đặt kèm các bác luôn. Đấy, thì bộ dàn này thì là nó sẽ có giá là đi 4,2 triệu nha các bác nhá. Bác nào đang có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên em. Đấy, còn phiên bản thường của nó thì giá nó rẻ thôi, nó khoảng tầm 2,7-2,8 triệu bộ thôi, nhưng mà với phiên bản này thì nó giá nó sẽ cao hơn, 4,2 triệu nhá. Đấy. Em xin nói luôn thì rõ ràng luôn, vì nhiều bác sẽ so sánh giá. Ui rồi, tôi thấy có ông này ông bán cái N7X này có 2,7-2,8 triệu. Sai bán bộ này gần đấy tiền, nhưng đây là bộ hàng nó khác nhá. Bộ này là phiên bản đặc biệt, và cái thứ hai là công nghệ loa nó khác. Đấy. Chất âm nó khác, giá nó khác các bác nhá. Đấy. Đừng so sánh bộ này với những bộ khác, vì bộ này nó là hàng hiếm, hàng độc. Đấy. Được chưa? Onkyo N7X. Đấy. Mãi này đây người em thơ. Các bác nghe tiếng bát nó nghe nó chắc không? Trọn đời chúng tôi mãi yêu như ngày. Hình như là có cả cái trung âm nó ra từ cái lon tên lửa này nữa này. Cộng hưởng của gì đấy nó ra được cả cái trung âm ở đây, rất là hay. Trọn đời chúng tôi mãi yêu như ngày. Nhưng mà cái này mình phải ghé tai rồi cơ. Hai đứa kêu nhau mình ơi. Ghé tai thì mới nghe được. Nó có cái độ vang vang từ cái trung âm này ra này. Có độ của vang của từng ca sĩ từ cái nón này nó ra. Nghe rất là hay. Đấy. Và khi nó phóng ra ngoài nó sẽ tạo những cái độ vang rất là tuyệt vời như các bạn đang nghe ở đây. Đấy, thì bộ này thì là loa của nó là đi là 70W một loa nhá, thì mình sử dụng cho các cái phòng diện tích khoảng 25m² đổ về rất là hay. Đấy. Chiều ngang của cả bộ dàn này là đi 53. Chiều sâu là đi 33 và chiều cao là đi 28,5cm. Đấy các bác nhá. Đấy. Và chiều đường kính là 13cm. Đấy. Thì đây là đường điện thoại chạy ok này. Thì bây giờ các bác muốn chuyển đường quang, các bác ấn input rồi chuyển sang đường quang, đây là đường digital, sẽ có tiếng ra thôi. Và nhớ là thao tác này là rất quan trọng này. Khi chuyển được các đường vào với nhau nên bạn nhỏ tiếng xuống, sau đó mình tăng tiếng lên. Thì cái thao tác này thì nó sẽ giúp cho các bác là khi chuyển được các đường vào với nhau nó sẽ không gây giật mình. Bởi vì thông thường ví dụ ở cái đường vào đốc này nó tiếng nó như này chẳng hạn, nhưng mà sang đường quang thì nó to hơn chẳng hạn. Đấy thì có thể gây giật mình nhá. Đấy. Mai anh nên là mình nên bật nhỏ tiếng xuống. Đừng vì chia ly làm nặng chi năm. Đấy các bác nghe đó, tiếng nó khác đúng không ạ? Rồi ngày tùy theo từng mức chỉnh bát tép này, nó có một cái âm hưởng khác nhau. Em ơi anh đi vì nước non mình đợi chờ, muôn quân đang reo lửa khói tung ngập màu cờ. Thân trai ra đi nợ nước đôi vai gánh nặng, buồn chi cách xa vì ngày vui sẽ không xa. Đấy nha, thì đây là bộ dàn Onkyo N7X, giá của nó là 4,2 triệu.
được tặng kèm đi kèm một cái khiển trị giá 500. Này thì là thực tế là bộ này các bác mua chỉ khoảng tầm 3,7 triệu thôi. Đấy thì bác nào đang có nhu cầu mua thì liên hệ ngay cho bên em theo số điện thoại là 0966594581 hoặc là 0979891682 nhé. Này. Em xin kết thúc video ở đây và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em nhé. Vâng.